Trong cái bài ngày hôm trước chúng ta đã nói về con khuếch đại so sánh, ứng dụng của nó, và chúng ta còn nói về các IC khuếch đại nữa. Đó là bài thứ nhất và bài thứ hai. Bài nhất trong bài thứ hai trong cái chuỗi bài học tập. Thì trong bài ngày hôm nay sẽ nói về cái phần đó là ứng dụng của con OB âm ly khuếch đại thuật toán. Thì ứng dụng nó đưa vào việc gì? Thì ví dụ như trong cái ứng dụng này là làm đèn bếp từ. Ở đây chúng ta quan sát thấy là có đèn công suất này, có diode Jenner này, có con khuếch đại thuật toán OB âm ly của chúng ta này. Đấy, có vi xử lý này. Thì ở đây chúng ta phân tích này, cái đèn công suất, con diode Jenner để ổn định dòng. Và cái đèn công suất thì được nối vào chân chân âm, in âm. Riêng cái từ đoạn này là đi, ở đây là có một con, nó đóng vai trò là một con R hồi tiếp. Đây là VCC 5V. Đấy, đây là chân dương. Nó được nối, nó có một đầu ra X này. Đầu ra tôi đặt tên là X, X lớn. Và được nối với con vi xử lý. Con vi xử lý này sẽ truyền tín hiệu ngược lại, dội ngược lại vào một cái bộ phận khuếch đại. Đấy. Rồi sẽ trở về đèn công suất. Vậy thì các bạn có hỏi đây khuếch đại gì và đây là khuếch đại gì không? Đây chính là cái khuếch đại xung. Xung. Đấy, khuếch đại xung cho cái mạch này. Và cái đèn công suất nó đóng vai trò gì? Đèn công suất nó đóng vai trò gì? Cái đèn công suất ấy thì nó đóng vai trò là cứ đến 90 độ là nó ngắt. Đấy. Cái đèn công suất nó được nối với nguồn 5V và nó được nối với chân âm của con OB âm ly. Đúng không? Diode Jenner được nối với chân dương của cái con OB khuếch đại thuật toán này. Đấy. Và đầu ra được nối với vi xử lý. Như thế là chúng ta đã hiểu. Và bây giờ chúng ta cùng xét cái con này, xét cái mạch này. Vậy thì khi đèn công suất nó bé hơn 90 độ thì nó như thế nào? Khi mà đèn công suất nó bé hơn 90 độ ấy thì lúc đó là in trừ nó sẽ bé hơn in cộng. In trừ nó sẽ bé hơn in cộng. Đầu in trừ này nó sẽ bé hơn so với đầu in cộng. Và vì in trừ bé hơn so với in cộng cho nên là tín hiệu X có ở mức cao và nó sẽ cho mạch này chạy tiếp, được chưa? Đấy. Còn khi mà đèn công suất, trường hợp thứ hai là khi đèn tăng cao là nó lớn hơn 90 độ ấy, thì lúc này là in trừ nó sẽ lớn hơn so với in cộng. Và khi đó thì tín hiệu x của chúng ta này, x ở mức cao thì nó cho chạy tiếp. Còn đây là x ở mức thấp, x ở mức thấp thì vi xử lý nó sẽ bị ngắt nguồn, nghĩa là nó sẽ không có tín hiệu ra đó các bạn. Đấy, như thế thì chúng ta vừa hoàn thành xong
cái con OB khuếch đại thuật toán, cái con IC khuếch đại thuật toán toán OB âm ly này, đúng không? Và buổi học bài giảng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn ở trong cái bài học tiếp theo.